Hello everyone, welcome to the last unit of chapter 11. Chào mừng các em quay đến bài cuối cùng của chương số 11, unit number 4. Now look at the board, how to use would rather and had better in imperative. Đó là cách sử dụng chữ would rather và chữ had better trong câu mệnh lệnh. Are you ready? Now look at the contents. Nhìn vào cái nội dung bài học hôm nay. Number one, giving construction, instruction, imperative sentences, đưa ra lời chỉ dẫn và sử dụng câu mệnh lệnh. The next, number two, making suggestion, less and why you don't. Hãy sử dụng less và cấu trúc why you don't để đưa ra lời đề xuất. The next, number three, stating references, using prefer or like better or would rather. Diễn tả sự yêu thích của mình bằng cách sử dụng cấu trúc prefer, thích hơn, like something better, thích cái gì đó hơn cái gì đó, or would rather, tốt hơn là nên làm cái này, đừng làm cái kia. Ok, and the last one, exercise it, phần bài tập áp dụng. Go on. Now, look at the photo, everybody. What do you see in the photo? You see a mother and a boy, or two friends. Theo các em, đây mối quan hệ gì đây? Người mẹ với đứa con trai hay là người mẹ và chồng của mình? Ok, listen to me. Các em nghe cái câu là listen to me, người mẹ nói. Yes, thì các em sẽ đoán được người kia sẽ là đứa con, phải không? Vậy listen to me là từ loại gì các em? Câu gì, giảng gì? Yeah, imperative, đó là câu mệnh lệnh. Now, number one, everybody.